nhà là ba con cái là cháu chắc cũng có cả rồi. Vâng, cháu có chắc là cả rồi. Về đây em cứ trông thấy bà vẫn còn khỏe mạnh như này là mừng rồi, là mừng rồi, là thế nào phải vào để thăm bà. Đôi khi vẫn thi thoảng vẫn lại có lúc nào nhớ là lại nhớ đến những nay câu chuyện ngày xưa làm vớt được người nọ người kia. Bây giờ nhận nha bà ứng nha, nhận ra bà ứng ở đây bà thăm bao nhiêu con cháu là nhiều chưa không mất nào. Còn để đi ra ngoài được ý. Nhưng mà là cái bây giờ tôi nói có lạ này, những con tôi là ít thôi, là ít thôi. Cứ con cái cháu chắc tôi bên đây bên nhỏ đồng làm bà. Thế là con cháu có chắc rồi, chú chít để làm gì. Thế là bà cũng khỏe được như này là quý lắm rồi. Thế là năm nào cũng về thăm bà được thì là thấy bà khỏe là mừng lắm rồi. Thôi cảm ơn bà.